Channel của mình nha. Đây là cách cái công thức nha. Tại lúc trước thì kiểu là công thức chỉ có một con thôi đây. Đó, các bạn nhìn nha. Đó. Mình đang tham gia cái một giống như một cái group ấy, người ta chia sẻ rất là nhiều. Đó. Rồi. Các bạn có thể xem nha. Có rất nhiều loại mèo nha. Nó có hiển thị chỗ mình có thể mình chạm để tiêm đấy. Đó. Rồi. Các bạn có thể dừng lại để mà xem nha. Mình sẽ lướt nhanh nhanh để cho qua phần này. Đó. Đây là cái rớp nè, để mình kéo lên cho bạn xem. Đây. Cái rớp này nè. Mình có tham gia bằng nick kia. Các bạn thích này các bạn có thể vô đây nha. Tên game Việt Nam đấy, 99.000 thành viên rồi nha. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ mua mèo tiếp nha. Đây. Đây rồi. Bóc mèo. Hoài, con này được nha. Được thật sự. Được không? Đấy, mình có hai mèo mới. Nếu mình biết đó là cái này bạn chỉ cần kiểu là mua đồ ăn thì còn ngon cho vợ hay chồng vậy, nó sẽ đem về nhiều tiền cho mình nha. Mèo cũng vậy luôn, nếu mà các bạn cho nó ăn ngon á cũng sẽ trả các bạn, nó cho các bạn rất là nhiều tim nha. Mình sẽ mua này cá này đó. Bây giờ chắc mình mua đồ cho nhà một tí, nhà mình hơi xấu. Đâu đây mình sẽ đi gắn cho nhà mình hợp lý thật sự, hơi ồn tí. Rồi mình hay để, chắc mình để ở đây rồi. Đấy. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha, các bạn nhớ đón chờ tập tiếp theo. Nhớ like, share, subscribe nha mấy bạn.